Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Thưa quý vị, quân đội nga gần đây đã đánh chặn một tên lửa hành trình chiến thuật Storm Shadow của Ukraine do Anh sản xuất khi tấn công khu vực Berdyansk. Điều đáng chú ý là hệ thống thiết bị điện tử của quả tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Việc nga thu được quả tên lửa này đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia trong lĩnh vực này và cũng là minh chứng cho việc phòng không nga bắn hạ tên lửa hành trình phương tây hành động mà phương Tây luôn phủ nhận. Theo những nhà phân tích đến từ trang The Drive, công nghệ tên lửa Storm Shadow hiện đã nằm trong tay các kỹ sư Nga. Điều này có khả năng dáng một đòn chí mạng vào phương Tây. Có ý kiến cho rằng Nga đủ khả năng truy cập vào công nghệ bí mật được sử dụng để làm giảm khả năng hiển thị trên màn hình radar của tên lửa Storm Shadow. Bí quyết chủ yếu là nhờ sử dụng vật liệu đặc biệt giúp nâng cao mức độ tàng hình. Bên cạnh đó, ấn phẩm Hindustan Times của Ấn Độ tuyên bố rằng việc Moscow bắt giữ được tên lửa Storm Shadow với thiệt hại nhẹ là một thành công to lớn đối với lực lượng vũ trang Nga. Tờ báo Ấn Độ nhấn mạnh thêm rằng, người Nga hiện đang sở hữu một loại tên lửa mà phương Tây cho là có giá trị tình báo đáng kể, đặc biệt là về mặt ứng dụng công nghệ. Có những suy đoán về việc nếu những tên lửa này xuất hiện máy bay ném bom Su-24 của Ukraine, thì Nga sẽ nghiên cứu khả năng trên. Một phiên bản Storm Shadow đặc biệt Điều điều chỉnh để lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng có thể sớm xuất hiện. Nhận định của các chuyên gia Anh nói rõ, sau 500 ngày xung đột, Nga đã kiểm soát chắc chắn biển Azov và thu được nhiều loại vũ khí của phương Tây. Từ tên lửa chống tăng Javelin đến xe tăng Leopard, AMX10 và bây giờ là tên lửa Storm Shadow. Xe không có gì đáng ngạc nhiên nếu sớm thấy thêm nhiều chiếc tiêm kích F16 bị bắt giữ bởi quân đội Nga đi kèm với các loại vũ khí được tích hợp trên chúng. Mặc dù tên lửa Storm Shadow có thể không phải là sự bổ sung mới nhất cho kho vũ khí của Nga, nhưng việc họ loại bỏ một tên lửa trị giá hàng triệu bảng khỏi chiến trường làm dấy lên lo ngại về tình hình thực địa. Thưa quý vị, có nhiều cách lý giải điều đã xảy ra đến với quả tên lửa tầm xa do Nga tịch thu. Nó có thể bị phòng không Nga đẩy ra khỏi hành trình bay hoặc gặp lỗi kỹ thuật từ khi còn trong nhà máy sản xuất. Nguyên nhân Storm Shadow bị rơi nhưng vẫn còn nguyên vẹn là do đâu? Mời quý vị cùng theo dõi! shurigin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy được quả tên lửa này vì bình thường các quả tên lửa hành trình như storm shadow có cơ chế tự hủy được thiết kế nhằm ngăn tên lửa này bị đối phương thu giữ trong tình trạng nguyên vẹn theo ông có vô vàn lý do khiến tên lửa gặp sự cố như khâu chuẩn bị yếu kém việc sản xuất tên lửa không đảm bảo chất lượng việc bảo quản tên lửa không đúng cách chỉ đến khi tháo tung nó ra mới xác định rõ được vì sao nó gặp sự cố Chuyên gia Conep đồng ý với Surigin và lưu ý rằng tất cả các vũ khí khí tài quân sự đều có một tỷ lệ hỏng hóc nhất định. Theo ông, Storm Shadow có thể bị bắn hạ hoặc rơi do một lỗi kỹ thuật nào đó. Chuyên gia Conep cho rằng tên lửa gần như nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hại. Có thể tên lửa gặp lỗi như ở bộ phận do độ cao, mất độ cao và rơi xuống đất. Tuy nhiên, chuyên gia Surigin cho rằng cũng không nên quá lạc quan về việc thu giữ được quả tên lửa này vì trong quá khứ đã có những ví dụ cho thấy điều đó không nhất thiết dẫn tới khả năng làm giảm độ sát thương của vũ khí. Shurigin nhắc lại việc Liên Xô từng thu được xe tăng Tiger của phát xít Đức lần đầu tiên vào mùa đông năm 1942-1943, nhưng sau đó xe tăng này vẫn được Đức dùng hiệu quả trong trận chiến Kursk và vẫn là thứ vũ khí đáng sợ cho đến cuối Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, mặc dù không bay nhanh như tên lửa đạn đạo kim gian của Nga, nhưng tên lửa Storm Shadow được mệnh danh là tử thần trên bầu trời, vẫn gây chú ý nhờ khả năng tăng hình ưu việt. Hệ thống dẫn đường tiên tiến sử dụng AI và đầu đạn hai tầng có thể phá hủy bong kè. Thông tin chi tiết hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi. SCAP EG Storm Shadow là tên lửa hành trình do liên doanh Macha của Pháp và British Aerospace của Anh hợp tác phát triển vào năm 1994 biên chế cho không quân Pháp và Anh vào năm 2002. Storm Shadow cùng với tên lửa hành trình phóng từ trên không KEPD-350 của Đức được cho là có sức mạnh tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Storm Shadow không sử dụng bất kỳ thông tin nào do máy bay mang tên lửa cung cấp, ngay cả trước hoặc sau khi phóng. Thay vào đó, nó được lập trình sẵn để bay theo các điểm tham chiếu đến vị trí của mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, hỗ trợ GPS và hệ thống so sánh đường viền địa hình. Thông thường, nó chỉ bay ở độ cao từ 30 đến 40 mét so với mặt đất để tránh bị radar đối phương phát hiện. Tên lửa Storm Shadow có thể bay với tốc độ cần âm nhờ được trang bị hệ thống động cơ phản lực turbomeca Mecha Micro Turbo TRI 6030 giúp tạo ra lực đẩy 5,4 kN. Shadow có khả năng tàng hình yêu Việt vì được làm bằng vật liệu hấp thụ sóng radar và có hình dạng khí động học đặc biệt. Mỗi khi đến gần mục tiêu, tên lửa sẽ lao lên trên, bật phần mũi hình nón và sử dụng cảm biến hồng ngoại bên trong để quét mặt đất bên dưới, nhằm tìm kiếm bất cứ thứ gì có hình dạng giống với hình ảnh vệ tinh của mục tiêu được tải sẵn trong bộ nhớ bằng công nghệ điều khiển AI, được gọi là hệ thống so sánh điện tử, quang học, DSMAC, Digital Science Matching Area Collaborator. Nếu gia định đúng mục tiêu, tên lửa sẽ lựa chọn điểm tác động để tiêu diệt với độ chính xác cao. Storm Shadow sử dụng đầu đạn Broad do BAE System phát triển, rất hiệu quả khi phá hủy các mục tiêu kiên cố như bong kè hay cơ sở lưu trữ dưới lòng đất. So với tên lửa GMRL, Storm Shadow có tầm bắn xa hơn và có giá thành đắt đỏ hơn 4-5 lần. Vì vậy, Ukraine sẽ chỉ nhận được một số ít tên lửa này. Quả tên lửa Storm Shadow nặng 1,3 tấn, dài 5,1 m có đường kính 0,4 m gắn đầu đạn nặng 450 kg, nhằm xuyên phá các công sự hàng nặng, phá hủy cơ sở hạ tầng công nghiệp và các trục đường sắt, các đoàn xe và binh lính, cũng như tàu chiến đối phương. Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Storm Shadow có tầm bắn 250 km, trong khi phiên bản nội địa có thể bay xa tới 560 km. Nước Anh ước tính sở hữu khoảng 700 đến 1.000 quả tên lửa Storm Shadow trước khi cung cấp cho Kiev vào tháng 5, đã thường xuyên sử dụng tên lửa này để thúc đẩy chính sách đối ngoại của mình. Storm Shadow lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu là vào năm 2003, trên chiến trường Iraq. Thời điểm đó, nó được phóng từ máy bay chiến đấu Tornado và giữa những năm 2010, Anh và Pháp cũng đã sử dụng tên lửa chống lại IS ở Iraq và Syria. Để đương đầu với Storm Shadow, hiện nay Nga có các vũ khí như hệ thống phòng không tầm xa S-400, S-300, cộng thêm các bệ phóng Búc M-3 và Búc M-2 hoạt động ở cự ly gần. Những thông tin quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử VOV mọi ý kiến đóng góp phản hồi quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị rất vui khi được đưa tới quý vị và các bạn những chương trình tiếp theo